Trong tập mới nhất của chương trình The New Mentor Người Mẫu Toàn Năng thì các thí sinh phải vượt qua thử thách Way TVC. Hai vị huấn luyện viên sẽ được ghép vào một đội. Sau cùng, đội của Thanh Hằng và Hà Hồ đã giành được chiến thắng, bảo vệ được sự an toàn cho 6 chiến binh. Sau thất bại mất đi liên tục các thành viên, Hà Hồ là người được quyền loại 2 trong 4 thí sinh của đội Hương Giang hoặc Lan Khuê. Cuối cùng, hai thành viên của đội Lan Khuê là Alita và Trần Thị Trang phải ra về. Hương Giang an toàn giữ đội hình 6 người. Thế nhưng, gây chú ý nhất là màn tranh cãi 1-1 của Hương Giang và Thanh Hằng trong phòng chờ kết quả loại. Sau biến cân khiến Hà Hồ tức giận ra về ở tập 4, Hương Giang bất ngờ nói. Khi mà bớt được thành viên thì ở những tập sau rất có lợi thế, cơ hội chiến thắng cao. Khiến Thanh Hằng không đồng ý, ngay lập tức một cuộc đối đáp căng thẳng đã diễn ra. Thanh Hằng cho rằng Hương Giang đang đánh tráo khái niệm và tự tạo định nghĩa về việc ít thành viên sẽ giành chiến thắng. Đồng thời, chị Đài cũng nhận xét Hương Giang đã hoang mang và nổi nóng khi các thành viên trong đội phải vào vòng loại. Lúc đó Hương Giang đã đáp vội, nổi nóng gì, lúc nãy em hiền từ mà chị nói em nổi nóng. Giữa lúc drama đã diễn biến cao trào, dự tạo một trận cãi nhau lớn như trường hợp của Hà Hồ thì Thanh Hằng chốc hạ một câu, thôi, chấm dứt, khiến Hương Giang đứng hình tắt điện ngay và luôn. Sau đó Hương Giang cũng nói lại, nói chung em và chị không hợp nói chuyện đâu, thôi đi, khiến Thanh Hằng có biểu cảm vừa giận vừa buồn cười. Màn cãi nhau cũng nhanh chóng khép lại khi cùng thời điểm này thì Hà Hồ xuất hiện công bố kết quả. Cũng trong tập này, với đặc quyền là huấn luyện viên của đội chiến thắng, Thanh Hằng có quyền lựa chọn hai thành viên của mỗi đội Hương Giang và Lan Khuê bước vào vòng loại để Hà Hồ đưa ra quyết định sau cùng. Khi gặp gỡ đội Hương Giang, Thanh Hằng được đàn em tặng cho một chú heo gấu bông để làm quà chúc mừng. Tuy nhiên, chị Đài tỏ ra hoang mang vì không rõ đây là chiêu trò gì. Gấu bông liên quan gì mà thôi, món quà của em chị cũng không dám nhận nữa. Chiêu trò của Hương Giang rất nhiều nhưng cũng rất thú vị. Giữa lúc đang cãi nhau, Thanh Hằng lần nữa nhắc lại chuyện trả lại gấu bông mà Hương Giang tặng. Trên mạng xã hội, sau khi tập thứ 5 của chương trình được phát sóng thì Thanh Hằng và Hương Giang vẫn thoải mái tương tác và nhắc lại vụ tặng gấu bông. Điều này phần nào chứng minh mối quan hệ của các vị huấn luyện viên không bị ảnh hưởng quá nhiều sau màn tranh cãi xương xương kia.